tại vì các ca này đi nhiều chỗ người ta nói phẫu thuật nhiều quá nên lúc tới mình cái ca này mình gặp đầu tiên, lần đầu tiên gặp nên mình cũng suy nghĩ thay nhiều ngày mới ra cái kế hoạch đi này. Thì cái này năm 2011 mình chặt đó hàng hai xương, hàng hai răng lệch đường giữa và cắn lệch toàn bộ phần hàm hai. Mục tiêu điều trị là mình cứ mơ mộng chút đi đó. Kế hoạch điều trị là mình dùng khí cụ định hướng chức năng bắt buộc cầm cung môi điều chỉnh này để và kéo dưới hàm đó. Khí cụ định hướng chức năng bắt buộc cung môi điều chỉnh và kéo liên hàm để điều trị hàng hai xương và răng, điều trị lệch đường giữa và điều trị cắn sâu. Cái khí cụ này cũng có phần để mà nâng khớp nữa để điều trị cắn lệch vùng răng cối và làm phẳng phần nhai. Cái ca này là cũng có một cái gọi là bất cân xứng hàm giống như hôm qua mà thầy Eric Leon. Cuối cùng là mình làm muối tối đa và duy trì kết quả. Đây, cái này là lúc mà mình gắn khí cụ lên là cái hàm nó hình chữ giống ngà nè, đó. Cái khí cụ này đấy, nó vậy thôi. Nhưng mà lúc á, mà người ta cắn lại á, là cái hàm tự động là nó chỉ có trượt theo hướng về bên phía phần hàm 2. Cái hàm dưới á, nó chỉ có trượt về phía hàm 2 và nó đưa vô cái vị trí á, cái cấp căn phục các kia tốt và đưa vô cái vị trí nè, đưa vô cái vị trí mình phải cắn này, hệ mà cắn là nó trượt qua bên, theo cái hướng này nó hết cắn sâu và vị trí hàng 1 răng số 3, hệ mà cắn vô là cái hàm trượt về cái vị trí hàng 1 răng 3, tại mình lấy phần răng 3 mình làm móc thôi. Bên này cũng vậy, hệ mà cắn là nó về vị trí hàng 1 răng 3 đó, mình phải, và cái đường dừa lúc mà cắn lại là nó trượt về cái vị trí ngay đường dừa, vị trí ngay đường dừa. Lát nữa vào giờ mình sẽ nói thêm cái cụ này. Đây là cái định hướng di chuyển của mình trong cái khi mà đeo cái cụ, thì cái hàm mà dưới nó sẽ trượt qua bên bên trái với này và bên phần này, thì cái răng vùng cá kéo nó sẽ ra phía ngoài và nó lún xuống. Bên này thì cái răng nó sẽ trồi lên, vùng hầm 4 á, trồi lên và nó ra phía ngoài. Đó, hai cái răng cối. Trên này mình dùng ba cái nhóm lực khác nhau. Cái vùng hầm dùng ba nhóm lực khác nhau để mình điều trị cái cắn chéo vùng răng cối bên này. Là cái răng số 4, số 5 á, 3, 4, 5 thì mình dùng cái lúc để mình bật ra. Cái răng số 6 á, thì mình để rời dậy, mình kéo liên hàm trên bên dưới. Và cái răng số 7 á, thì mình dùng một cái móc, mình đưa cái răng số 7 này nó quay vô và nó lún và nó xoay vào bên trong. Mình dùng ba nhóm lực khác nhau để mình điều trị cái vùng cá kéo này. Chứ mình không dùng một cái nhóm lực thì nó không có đủ sức để mà nó di chuyển bốn cái răng này rất là mạnh. Như vậy mình đã làm được, khi mà đeo cái cụ này rồi thì mình có thể sử dụng được cái công việc là mình điều trị theo chiều ngang, chiều dọc và chiều trước sau cùng một lúc. Đây mình cũng tiếp tục bật cái hai cái răng này ra nè, dưới mình kéo liên hàm. Sau đó thì mình sẽ cho thu liên hàm. Tháng thứ ba đó, tháng thứ ba là đường dừa là hệ cắn lại là nó trượt qua hướng này, nó ngay đường dừa thôi. Lúc đó mình có thể kéo liên hàm là muối phía bên T phần hầm 2, phần hầm 1, 4 ngay tức khắc và kéo liên hàm khác và làm trồi răng vùng hầm bên này tức thì. Tới tháng thứ tư là mình cũng tiếp tục là định hướng di chuyển là theo hướng là lồng muối tối đa kéo liên hàm thôi. Tháng thứ năm chỉ còn việc là kéo liên hàm vậy thôi và đưa cái răng này vô thêm chút nữa để thành hình bật ra. Tháng thứ sáu kéo liên hàm, tháng thứ bảy
là tương đối, đường giữa khá ngay rồi. Giờ mình tinh chỉnh hai bên này cho nó lồng mũi, mắc cài nào mà gắn thấp thì mình chỉnh lại, hoặc là mình vẽ đi cấp. Tháng thứ 8 là cái vị trí là nó gần như vô khá ổn này, bốn cái răng bên này nó đã nhảy khớp tốt, nó vô gài khớp. Mình cắt luôn cái chiếc cụ từ tháng thứ 4 là mình đã, khi mà nó nhảy khớp ra là mình cắt chiếc cụ trong trong, mình bẻ những cái dịch cấp để mình điều trị mấy cái khớp cắn. Từ tháng thứ đó tới tháng thứ 20 là mình cho kéo liên hàm, mình cho kéo liên hàm và mình thỉnh thoảng mình nghỉ theo dõi. Và cái bệnh nhân này á, họ cũng không tin tưởng là kết quả này là đúng mình điều trị, tại vì họ đi khám rồi nói ca này phải phẫu thuật đó, nhiều thứ á, cho nên mình điều trị như vậy họ không tin, cho nên mình cứ để từ lúc nào họ tin thôi thì mình mới là tháo đó. Thì mình từ mình ổn định tâm lý cho bệnh nhân cũng như nhà bệnh nhân, bữa nào vô đứng sát bên ấy hỏi dạy được kia bác sĩ, dạy được kia bác sĩ, nói được thì cứ đi hỏi thêm không sao đó. Thì khi mình thấy rồi mình điều chỉnh cho mình thả ra cho nó kết quả tốt rồi, mình không có đeo thêm liên hàm nữa, tới tháng thứ 26 mình mới tháo này. Mình tháo ra thì nó lồng mũi vậy. Như vậy đây là cái từ tháng thứ 8 tháng đầu là mình đã đưa về cái khớp bình thường rồi. Nghĩa là 8 tháng đầu đưa từ, nhưng mà từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 26 là mình chỉ đeo giày thôi. Tại vì đây là một cái chỉnh nha tăng trưởng, mình cũng cần thời gian cho nó tăng trưởng xương và nó ổn định tốt mình mới tháo. Cái này có thể tháo sớm hơn nhưng mà lúc nào thích tháo thì mình tháo. Có những người mình đòi tháo họ cũng chịu tháo để họ đeo này. Đó. Cái giai đoạn sau này là theo dõi tăng trưởng và ổn định tăng trưởng, theo dõi kết quả và sự ổn định của kết quả, duy trì ổn định tâm lý chỉnh nha mình tháo cả. Cái này là định hướng di chuyển của cái răng mình lúc mình điều trị ha. Đó, các cái hướng di chuyển mặt nhà, cái hướng di chuyển. Tháng thứ 4 là mình đã cắt cái mặt nhựa đi rồi, mình đã cắt cái mặt để mà hướng trượt cái hình dưới đi. Đây là định hướng di chuyển xương hình dưới trước và sau điều trị. Hàng hai răng đã trở thành hàng hai xương trở thành là một. Okay, mình đã cải thiện được cái xương hàng hai thành hàng một và cái răng hàng hai thành một, cái cầm nó hết lùi, có sự trồi của các cái răng sau, mình kéo nó đi hàm á cho nó trồi các răng sau. Khuôn mặt thì nó bình thường thôi, cái ca này khuôn mặt không có gì đặc biệt, không có gì sai lệch. Cái này là trước và sau khi điều trị. Trong cái trường hợp này mình điều trị là mình không có tạo ra cái lịch gì nó không tốt, cái quan trọng như vậy trong lúc mình điều trị. Và cái đường thở nó khó tăng trưởng cải thiện. Cái ca thứ 4 là cái ca mình có nhổ ra hai cắt sau, tháng 6, tháng 3 là chân chút nhẹ, nhổ 4 răng số 4. Hàng 2 xương, ANB 8 độ, hô xương trên. Hàng 2 răng, cắn sâu, hô 2 hàm và cầm lùi. Mình cái cầm nó âm 12 độ, âm 12mm. Chẳng đón hàng 2 xương, hàng 2 răng và cắn sâu. Điều trị mục tiêu mình hướng tới cái hàng 1, và cái hợp điều trị là nhổ 4 răng số 4, di xa làm thẳng đường cong sti và đóng cọt. Điều trị cắn sâu, cắn chìa và nhô hàm dưới, định hướng cho tăng trưởng xương hàm dưới, luyện tập và kéo liên hàm. Mình tạo ra một cái ý thức, một cái phản xạ có điều kiện gọi là
nó cắn được cái hàm mà vô vị trí răng hàm một á, thì cái khuôn mặt nó rất là đẹp. Mình tạo cho trong đầu nó có một ý thức như vậy, và là một cái phản xạ có điều kiện nhắc luôn nó đến nhiều lần, mình tạo ra một cái hình ảnh cho nó coi đó, cho bệnh nhân coi luôn, thì họ mới có hợp tác để mà luyện tập để mà điều trị được cái hàng hai xương hai răng và lùi xương dưới. Và cái nhiệm vụ chính của mình là giải tỏa mọi cái cản trở định hướng cho xương hàm dưới phát triển đúng hướng. Cái định hướng di chuyển lúc nào là chiều ngang là chiều trước tiên, sau đó là sẽ chiều dọc, di xa răng ban và điều trị chiều dọc, và cuối cùng là chiều trước sau. Chiều trước sau thì hàm dưới đi trước và hàm trên đi sau. Hàm dưới vào trước một bước, cách khoảng 2-3mm với hàm trên thì mình bắt đầu đóng hàm trên vào. Trong lúc mình di chuyển thì thường nó sẽ tạo, khi mà mình tác dụng lực để tạo ra theo những cái hướng mình mong muốn di chuyển thì nó sẽ xuất hiện những cái moment không tốt trong quá trình mình điều trị. Thì những cái moment màu đỏ này á, là những cái moment không tốt, nó sẽ làm răng mình nó bị cụp vào, răng số 3 nó bị nghiêng xoay và răng số 6 nó bị đổ, thì mình sẽ tạo lại những cái lực kháng cái moment không tốt này trên cái cung á, để mình kháng lại những cái yếu tố mà nó gây ra dây nhiều trên cái trong lúc mình di chuyển ra. Lúc nào nó cũng có 16 cặp moment không có tốt, moment không tốt, cho nên mình phải có tạo lại cái kháng như thế này. Còn không thôi là nó bệnh chỉnh càng ngày càng cắn sâu hơn và răng đổ nhiều hơn. Từ tháng 7 tháng đầu tiên mình nới rộng chỉ xa răng 3 và lún răng cửa. Từ tháng 7 tháng 15 lún răng trước rồi răng sau, thu lên hàm và đóng khoảng. Từ tháng 15 tháng 16 đến tháng thứ 25 là mình kéo thu lên hàm, vị trí cố định và theo dõi. Thường cái dây mình sử dụng ở hàm trên là cái dây 17-25 tí lúc, còn hàm dưới là 16-2 đồng hồ. Ở cái trường hợp mà hàng hai cắn sâu thì cái mình rất là tốn thời gian để làm thẳng đường cong speed, nhất là cái hàm dưới mình tốn khá nhiều dây. Tại vì sao? Cái dây nó thay đổi cái cung, cái nitinol, cái dây nó sẽ giảm lực dần khi cái cung răng nó trở về cái vị trí thẳng hơn. Thì mình muốn tăng lực thì mình phải tăng kích thước dây lên, tăng kích thước dây lên, cho nên nó có những cái chặn dây như vậy. Thì ở đây là mình chú ý là mình có sử dụng cái dây reverse 22-16-2 và 27-25. Đồng thời á, là cái dây mà SS018 và dây SS162 á, mình cũng bẻ theo cái hướng reverse này, nhưng mà cái góc độ nó bằng nửa hoặc 1/3 của cái dây reverse thôi. Ví dụ như đây, dây reverse của nó 15 độ thì mình bẻ cái dây SS này nó khoảng 7 độ hoặc 5 độ, cho mình đứng để thẳng vô á, bẻ bẻ cái đó để nó kháng lại những cái moment xấu đó. Còn cái hàm trên thì rất là dễ rồi, không có gì. Cái này là trước và sau điều trị. Trước và sau điều trị thì mình đã đưa được cái hàng 2 nó về hàng 1 và cái cắn sâu hết cắn sâu. Trước và sau điều trị. Nó có sự tăng trưởng theo chiều dọc từ 50 lên 58 theo chiều đứng, và chiều ra trước và xuống dưới là từ 103 lên 110. Cái tăng trưởng đó nó góp phần để mình điều trị cái hàng hai răng này.
và nó đưa cái điểm B này xích tới trước, nó điều trị được cái hàng hai xương. Trong khi mình thấy có sự tăng trưởng xương dưới, nó sự trồi đằng sau đóng vùng đan cửa vào, mình đã đưa được cái hàng hai xương về cái hàng một xương, hàng hai răng về hàng một răng và giảm cái đùi cầu. Và cái đường thở cải thiện. Khuôn mặt cải thiện. Nó tăng. Thường thường mình điều chỉnh vậy á, thì kích thích dọc khuôn mặt nó sẽ dài ra. Có nhiều người giác như là cái mặt nó hay vê lai, dài xuống. Nhiều lúc mình phải ngồi từ từ chậm chậm lại, đánh giá lại cái hành vi, sự hợp tác điều trị của bệnh nhân qua có hợp tác hay không, bằng cách á, là mình qua thử có móc thu liên hàm hay không. Mình tới mình hỏi, mình không bắt móc thu liên hàm tại chỗ, không có nhìn kỹ gì hết mà móc được hay không. Nếu mà nó lùng cục nó móc không được á, là có khả năng là không biết móc hoặc là không hợp tác tốt. Còn những em mà không hợp tác tốt á, là không cần nhìn kiến gì nó cũng móc được ha. Thứ hai là mình phải đánh giá lại cái tiến độ di chuyển của cái mình đang điều trị, bằng cách mình chụp hình quay lại, mình so sánh trước với sau để mình coi thì di chuyển như thế nào, đánh giá lại những cái hiệu quả của cái phương pháp mình đã sử dụng để mình điều trị nó có hiệu quả hay không, hay cần thay đổi cái phương pháp khác hay không, cần sử dụng thêm vít hay gì hay không, nó tùy ha. Đánh giá lại cái nỗ lực điều trị của bác sĩ, quá thực mình đã nỗ lực hết chưa, hay là mình đã không có siêng năng trong cái ca điều trị này. Và ghi chép, chụp ảnh lại, xem kỹ lại những tiến triển qua thời gian. Mà cái cách chụp ảnh đó, mình mới thấy được. Cho nhiều khi mình nhìn trên lâm sàng, nhiều khi mình không có thấy được. Chụp ảnh cắt và so sánh lại. Cái ca thứ năm là trường hợp nhô môi trên đùi cầm đó. Cái trường hợp mà môi dài thì mình rất là dễ điều trị. Nhô mà môi dài thì dễ điều trị hơn là môi mọc. Trường hợp này cũng hàng 2, răng 3, hàng 2, răng 6, hàm hay hạt. Cái răng này răng sữa, mình chờ nó mọc lên nó cũng hay tốn thời gian. Cắn sâu. Hàng 2 cắn sâu. Cái răng này mọc hơi lâu. Chặt đó hàng hai xương, nhô xương ra hai hàm, lùi cầm. Như vậy ta thấy cái này là hàng hai xương, hàng hai răng, cắn sâu và cầm lùi hoặc cong lùi. Kế hoạch điều trị là cố gắng cải thiện lại cái khuôn mặt bình thường. Hết thôi. Kế hoạch điều trị, mình sẽ nhổ 4 răng số 4, néo chặn tối đa, di xa răng 5, làm thẳng, được cong spi đóng khoảng, kéo liên hàm bằng 2 lòng mũi và theo duy trì theo dõi kết quả. Trong cái này thì thường hệ mà cắn sâu lùi dưới thì hàng 2 thì mình phải có kéo liên hàm rồi nè. Kéo liên hàm 2, lúc mà kéo liên hàm 2 thì nó sẽ có sử dụng lực này thì nó sẽ có hàm trên còn hai cái moment. Một cái moment là cho vùng răng phía sau, nhưng mà nó làm xoay cái hàm trên theo cái chiều kim đồng hồ, và răng sau nó sẽ, nhưng mà cái răng sau thì mình đã có cái cục cung này mình ổn định rồi, nó không thay đổi nữa, cho nên chỉ còn một cái moment là nó làm trồi răng phía trước một chút. Nhưng mà cái trồi trước này thì mình đã khử nó đi bằng cách cái cung mình hơi muốn cong lên một chút. Còn và một cặp moment là cho cái hàm dưới. Hàm dưới thì mình thấy cặp moment này hoàn toàn là rất là tốt, tại vì nó làm trồi đằng sau và làm đúng, làm xoay và đúng cái vùng răng cửa, thì nó góp phần để điều trị cắn sâu. Thì cái cặp moment này, cho nên mình thấy cái thiết, nếu trong trường hợp này mình đã chuẩn hóa kỹ và nếu chàng tốt cái vùng răng cối rồi thì cái kéo liên hàm này rất là tốt.
hay để cho bệnh nhân để ăn nhiều còn tốt. Đây là sau điều trị, trước và sau điều trị và sau và mình đã cắt nếu răng này. Nhiều khi mình làm lún vô thì cái nếu nó hơi bị ngắn lên á, mình cắt lại. Cái này là sau điều trị chưa cắt nếu răng. Cái này là sau điều trị đã cắt cái nếu răng hoặc sau 4 tháng sau. Trước và sau điều trị. Trên phim thì mình sẽ thấy là có sự tăng trưởng của cái cành đứng từ 48 lên 54 và ra trước và xuống dưới từ 95 lên 102, răng từ hàng 2 qua hàng 1. Trong phim mình thấy có sự tăng trưởng xuyên bằng dưới, có vùng trồi ra phía sau. Khuôn mặt trước và sau. Trước và sau điều trị. Mình đã đưa được cái cầm nó xích ra trước hơn. Mặc dù cái mũi này nó không được cao, nhưng mình đưa được. Trước và sau điều trị. Cái đường thở không cải thiện, cái hàm dưới này ra trước. Mình cần kiểm soát cái răng trụ thật chuẩn là cái điều đầu tiên để mình tạo ra cái quỹ đạo di chuyển cho các cái răng ở phía trước thật tốt, nhất là cái răng số 3. Nó phải đi theo một cái quỹ đạo, để khi mà nó vô quỹ đạo rồi thì nó rất là khó lịch. Cho nên mà cái quỹ đạo này nó quyết định bởi hai cái răng trụ, gọi là hai cái trụ cột chính, nó tạo ra cái đường kính cho cái khung răng. Khi mà cái đường kính nó ổn định rồi thì cái quỹ đạo đó nó không thay đổi, thì cái khung răng nó dễ ổn định, nó dễ tạo điều kiện cho mình điều trị, nó dễ dàng hơn. Và thường là đi xa ngay từ đầu luôn, chứ không có cái giai đoạn làm thẳng. Hệ mình gắn khung này vô và mình móc khung trên dây nai thai là mình di xa răng số 3 luôn. Mình bỏ qua cái giai đoạn làm thẳng ra, mất hết 3 tháng, 2-3 tháng. Mình di xa rất là nhẹ là mình bỏ tiết kiệm được cái thời gian đó. Thứ hai là mình kiểm soát cái neo chặn nó phù hợp để đảm bảo được cái tiến triển của moment và cái mục tiêu mình đề ra. Tức là mình phải coi cái trường hợp này cần cái neo chặn như thế nào và lúc nào thì thả neo để mình đạt được cái mục tiêu, cái moment của mình là nó đúng theo cái ý mình. Cái trường hợp thứ ba là mình phải kiểm soát được cái hướng lực, điểm đạt lực. Cái hướng lực là cái định hướng của di chuyển ra. Cái thứ hai là cái điểm đạt lực. Cái điểm đạt lực là mình có thể đạt lực ở cái vùng răng 6 hoặc trên minivis hoặc trên gì đó thì mới có điểm đạt lực. Và cái thứ ba là cái lực. Lực nó phải phù hợp và nó tỷ lệ thuận với dây chằng nha chú. Cái lực của người Việt Nam mình nên là lực nhẹ, thật là nhẹ hơn trong sách này. Tại vì cái tỷ lệ dây chằng nha chú của mình nó rất là nhỏ hơn so với người châu Âu và châu Mỹ. Tỷ lệ về hình thái, về chân răng cũng như cái tình trạng nha chú của mình nó nhiều hơn. Thì cái lực nó càng phải tỷ lệ thuận với diện tích dây chằng nha chú thì nó càng phải nhỏ hơn. Và mình phải biết được những cái moment nào có thể xảy ra lúc mình tác động cái lực này để mình kiểm soát những cái moment này cho tốt. Lúc đó mình mới để mình có được cái điều trị tốt và về chức năng cũng như thẩm mỹ và cái thời gian điều trị nó rút ngắn. Mình kiểm soát cái tình trạng nha chu để cẩn thận trong cái sự dùng lực và làm sao để cho cái nha chu nó ổn định hơn hoặc là nó không có bị tiến triển xấu hơn. Mình kiểm soát được cái sự hợp tác của bệnh nhân trong điều trị là một yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công. Cái này cũng phải dễ dàng. Có những ca lúc mà người ta tới, người ta bị nặng thì mình điều trị họ rất là hợp tác. Và đến lúc mà đạt rồi, xong rồi còn có 5% nữa thôi là kết thúc thì họ lại không hợp tác, họ không chịu để thu đi hàm nữa. Mình cũng gặp một số ca là bị thất bại ở cái giai đoạn cuối này. Tại cuối rồi thấy đạt rồi họ không chịu đeo cái đòi tháo ra, không có chịu đeo hợp tác tốt. Cho nên mình phải cần
làm sao mà kiểm soát được cái sự hợp tác của bệnh nhân. Ca thứ 6 là một ca đặc trưng của hai cá sâu mà mình rất là hay gặp. Hô hầm trên, lùi cầm và lùi môi dưới, mặt cong rồi. Hàng 2 đăng 3 và 2 đăng 6, kháng chìa, trên chút, nhẹ. Mình dùng hai đường, mà cái đường chính á, để mà mình sử dụng để đánh giá cái thẩm mỹ á, là cái đường TPL này. Tại cái đường TPL là nó dễ sử dụng, nó 90 độ. Còn mà nếu mình sử dụng cái đường S-line cho đúng á, thì cái đường S-line này nó phải là trên người châu Á mình lên 75 độ, trên người châu Âu thì có thể là 80 độ. Nó phải một góc 75-80 độ, mà góc 75-80 độ thì mình rất là khó xác định hơn cái góc 90. Mà cái móc này á, nó ổn định hơn, mình đánh giá được nhiều cái yếu tố hơn. Tại vì cái mục tiêu của mình điều trị làm sao cho cái mô mềm nó đạt hơn, cho cái mọi cái chẩn đoán của mình và cái hạch mình nó xuất phát từ cái mô mềm, chứ không phải một cái mô kính. Hàng hai xương, nhô xương ra hai hàm, mặt cong lồi, cầm lùi. Mục tiêu điều trị hết hô và hết lùi hàm dưới. Mình cố gắng kế hoạch điều trị dòng 4-4 theo chặn nới đầu hàm để điều trị cắn sâu, cắn chìa, hô hai hàm, kéo lên hàm để điều trị hàng hai xương, hàng hai răng và lùi xương hàm dưới. Định hướng di chuyển lúc nào cũng chuyển ngang trước, di xa đang ba và điều trị chiều dọc, cuối cùng là chiều trước sau, hàm dưới đi trước, hàm trên đi sau và kéo lên hàm. Mình nhắc lại một số cái moment giống như hồi nãy, lúc nào mình cũng khi mà tác dụng động lực theo những cái hướng lực này và sử dụng lực thì nó sẽ xuất hiện những cái moment xoay ra cửa, nghiêng vào, nghiêng ra trên, nghiêng ngôi sao, xoay đăng ba và xoay đăng cối. Mình sẽ kháng lại, tạo lại những moment kháng lực. Trên cái dây mình bẻ cong theo hướng reverse thôi. Thường thường cái dây nó sẽ đi theo cái hướng của cái mũi tên màu xanh này. Tùy theo cái mức độ cắn sâu nó có những góc độ khác nhau. Từ cái này mình chụp ít hơn. Giai đoạn đầu là mình di xa đăng ba, lúng ra cửa đóng hoặc kéo liên hàm. Giai đoạn sau là kéo liên hàm, theo dõi và duy trì. Và giai đoạn 30 tháng mình thấm trước sau điều trị. Trước sau điều trị phòng mình chỉ có chỉnh răng thôi, cho nên không có trán răng á. Mấy cái sâu này thì mình giới thiệu cho họ đi trán, mình chỉ có làm có sự tăng trưởng của hàm dưới từ 52 đến 64 ra trước xuống dưới. Trong phim thì mình thấy là có sự trồi răng sau, tăng trưởng của hàm dưới. Hàng 2 có hàng 1, hàng 2 có hàng 1 ha. Mô mềm trước và sau điều trị mặt đã cải thiện ha, nhờ sự tăng trưởng của xương hàm dưới mà nó nằm trong cái gen rồi. Cái việc của mình là chỉ có giải tỏa cản trở thôi, chẳng phải là mình kéo nó dài ra vậy đâu. Trước và sau điều trị cái đường thở nó cải thiện hơn. Mình lại nghĩ nhiều khi nó thở nhiều được tốt hơn, có sức khỏe, nó tăng trưởng được cái xương, có nhiều oxy để nó tăng trưởng xương, tăng trưởng chiều cao. Cái ca cuối này mình nói nhanh ha, nó cũng giống vậy. Khá cũng hàng 2, hô cắn sâu qua cái hạt điều trị luôn. Nhổ 4-4, điều trị cắn sâu, cắn chìa, nhổ hai hàm. Định hướng tăng trưởng xương dưới, được tập kéo liên hàm để điều trị hai xương, hai răng. Nó rõ ràng hai cái phần, không có dính dáng vào nhau á.
tháng. Cái điều trị tăng kiểm xương dưới này không thể nào tránh được. Tại mình điều trị xong rồi mình theo dõi quái thực nó bị có lùi hay không thì mình mới tháo, không thể nào tránh được. Nhất về 2 năm rồi, trước và sau điều trị từ gần 2 về hàng 1 này mình cắt nếu. Cái này là trình tự dây, mình chiếu nhanh một chút đi. Ta lưu lại cho mấy bạn coi cái dây nó cũng giống như vậy. Các bạn có thể chụp cái dây. Trình tự dây ha. Đây là trước và sau. Nó có sự tăng trưởng của đường thở. Trên phim. Hàng 2 đã qua hàng 1. Từ 6 độ về 2 độ. Xong rồi, cái lùi cầm nó cũng cải thiện. Và cái răng nó từ gần 2 qua 1. Cái khuôn mặt cải thiện. Cái tuổi tăng trưởng là mình đã nắm rồi nè ha. Cái cách tăng trưởng và cái hướng tăng trưởng mình cũng nắm rồi. Cái tốc độ tăng trưởng mình cũng có rồi. Nó nằm trong gen. Giờ cái nhiệm vụ của mình là giải tỏa cản trở, định hướng cho nó phát triển thôi. Bài nói của mình đến đây hết. Cảm ơn.